Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Năm ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số của Lâm Đồng giảm bình quân từ 5 đến 7% một năm. Hiệu quả từ mô hình chiếu sáng cho học sinh vùng khó khăn. Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018. 10 khoảnh khắc du lịch đẹp của năm 2018. Tài hoa của người phụ nữ Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 11, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Bảo Lộc và cử tri thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, nhằm thông báo với cử tri một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, chính quyền thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã tham dự. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiển, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông báo với cử tri thành phố Bảo Lộc và cử tri thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm một số nội dung kết quả kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau hơn 20 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự, đặc biệt là bầu chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội còn tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét các báo cáo của các cơ quan nhà nước. Cử tri thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm vui mừng trước những kết quả trên nhiều lĩnh vực về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. Đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp vừa qua, cử tri hai địa phương mong muốn trong các kỳ họp tiếp theo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có thêm nhiều ý kiến kiến nghị quan trọng, đóng góp bổ sung hoàn thiện các dự án luật cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của tỉnh. Về một số tồn tại ở địa phương, cử tri thành phố Bảo Lộc phản ánh khó khăn về tuyến đường dân sinh tại phường Lộc Sơn, vấn đề xây dựng đặc khu kinh tế hiện nay, công tác phòng chống tham nhũng, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng. Ngoài ra, một số ý kiến phản ánh về tình trạng làm giả hồ sơ, giấy tờ để hưởng chế độ chất độc da cam đang diễn ra phức tạp. Bên cạnh đó, cử tri Bảo Lộc còn kiến nghị một số vấn đề về tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, thu gom, xử lý rác thải. Vấn đề chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chế độ chính sách cho giáo viên nghỉ hưu, giải pháp trong quy hoạch số nhà, biển báo giao thông cũng được cử tri Bảo Lộc quan tâm chia sẻ. Tại huyện Bảo Lâm, cử tri cũng đã bày tỏ bức xúc trong việc dự án bô xít nhôm không thực hiện việc bố trí các dự án định canh cho các hộ nằm trong diện di dời giải tỏa. Bên cạnh đó, cử tri cho rằng hiện nay nhiều diện tích đất để thực hiện bố trí tái định canh đang bị lấn chiếm sử dụng một cách trái phép mà không được ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, cử tri huyện Bảo Lâm cũng đề nghị nhà nước sớm đầu tư tuyến đường vòng xoay thị trấn Lộc Thắng, tuyến đường vành đai hồ Lộc Thắng, giải quyết tình trạng xuống cấp tại các tuyến đường dân sinh trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, vấn đề quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương, tình trạng lấn chiếm đất rừng đang diễn ra tràn lan. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền liên quan. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu giải trình một số ý kiến của cử tri quan tâm như vấn đề về hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, công tác phòng chống tham nhũng, xử lý thu hồi tài sản tham nhũng, quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, đặc biệt là tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của địa phương, công tác quản lý bảo vệ rừng, vấn đề tái định canh cho các hộ dân nằm trong diện di dời giải tỏa của dự án bô xít nhôm, công tác cán bộ hiện nay. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt còn thông tin đến cử tri thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm một số chỉ tiêu kết quả về kinh tế xã hội của tỉnh, một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các bộ ngành trung ương và ngành chức năng xem xét, giải quyết. Cũng trong ngày hôm nay, 29 tháng 11,
ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm dự án nhà máy sản xuất bia Sài Gòn Lâm Đồng ở khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền thành phố Bảo Lộc. Khởi công từ tháng 12 năm 2017, sau gần một năm thực hiện, dự án nhà máy sản xuất bia Sài Gòn Lâm Đồng tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành trên 50% hạng mục công trình. Được xây dựng trên diện tích 9,3 ha với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 trên 500 tỷ đồng với tổng công suất thiết kế là 100 triệu lít một năm. Dự kiến nhà máy sản xuất bia Sài Gòn Lâm Đồng sẽ hoàn thành và nấu mẻ bia đầu tiên vào tháng 5 năm 2019. Ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể ban quản lý dự án nhà máy sản xuất bia Sài Gòn Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh mà còn giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại chỗ, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện công trình, đồng thời lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện thi công, chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các gói thầu cần đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kịp thời hoàn thành dự án theo kế hoạch được phê duyệt. Sáng 29 tháng 11, Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính toàn tỉnh năm 2018. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến dự. Trong thời gian 2 ngày 29 và 30 tháng 11, 183 cán bộ công chức viên chức trong toàn tỉnh, trong đó có 164 thí sinh thi nâng ngạch công chức và 19 viên chức thi thăng hạng lên chuyên viên chính, sẽ lần lượt thi 4 nội dung, đó là thi viết môn kiến thức chung và thi trắc nghiệm 3 môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thi tin học và thi ngoại ngữ. Tại lễ khai mạc kỳ thi, ông Phan Văn Đa, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các thành viên trong hội đồng thi làm việc đúng trách nhiệm từng bộ phận được giao, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai đúng quy định. Đối với thí sinh phải trung thực, bình tĩnh để hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất. Thông qua kỳ thi này góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức tại địa phương, từ đó làm cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức và bổ nhiệm ngạch công chức viên chức phù hợp với vị trí việc làm theo tình hình thực tế hiện nay. Lâm Đồng đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mô hình chiếu sáng trường học, tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh vùng khó khăn đang được ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện hiệu quả. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang thông tin khác, nhờ vào các đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nên hàng năm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số của Lâm Đồng giảm rõ rệt, bình quân từ 5 đến 7% một năm. Lâm Đồng hiện có gần 1,3 triệu dân với 43 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24%, riêng các dân tộc gốc Tây Nguyên chiếm khoảng 17% dân số. Thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2020, thời gian qua Lâm Đồng đã hỗ trợ đất ở cho gần 2.000 hộ dân tộc thiểu số, giải quyết đất sản xuất cho 2.463 hộ, giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho trên 1.500 hộ. Bên cạnh đó, Lâm Đồng xác định chính sách đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp căn cơ, thiết thực nhằm giúp cho chính mỗi người dân và gia đình họ có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững. Trung bình mỗi năm, Lâm Đồng thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho gần 3.000 học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia học nghề. Từ đó, mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1.300 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua đề án giúp đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận rất nhiều nghề phi nông nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm bền vững. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số của Lâm Đồng hàng năm giảm bình quân từ 5 đến 7%. Để góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Lâm Đồng đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các ngành tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát thị trường, giá cả thị trường, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm,
các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn. Đến nay, để đảm bảo nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã bắt đầu tăng công suất sản xuất từ 10 đến 30% so với ngày thường. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng Tết với số lượng tăng 2 đến 3 lần so với tháng bình thường. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ thị trường mùa Tết tăng 15 đến 17% so với Tết Mậu Tuất 2018. Sau gần một năm được đưa vào sử dụng, mô hình chiếu sáng, học đường, tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp triển khai thực hiện tại trường tiểu học Phước Cát 2 ở huyện Cát Tiên, đã cho thấy rõ hiệu quả. Trong năm học 2017-2018 này, trường tiểu học Phước Cát 2 có tổng số 18 lớp học với hơn 200 em học sinh, học tập ở trụ sở chính và 4 điểm trường ở các thôn vùng sâu vùng xa. Trong đó có rất nhiều em học sinh là người dân tộc Mạ, Stiên, Tày, Nùng. Không chỉ được học trong những phòng học rộng rãi, thoáng mát sạch sẽ, với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, với bàn ghế phù hợp với lứa tuổi và chiều cao của các em, mà các em học sinh trường tiểu học Phước Cát 2 còn được học tập trong điều kiện ánh sáng của lớp học, luôn được đảm bảo chiếu sáng đầy đủ, đặc biệt ánh điện không gây lóa hay chói mắt. Đó cũng là hiệu quả từ mô hình chiếu sáng học đường, tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được Sở Công Thương Lâm Đồng phối hợp triển khai thực hiện tại trường tiểu học Phước Cát 2 vào cuối tháng 12 năm 2017, với kinh phí đầu tư toàn bộ cho nhà trường là hơn 29,5 triệu đồng. Sở Công Thương đã tiến hành đầu tư lắp đặt hệ thống đèn LED chiếu sáng cho các phòng học và phòng bộ môn của trường tiểu học Phước Cát 2 tại trụ sở trường chính và hai điểm trường ở thôn Phước Thái và thôn Phước Trung. Mỗi phòng học được lắp đặt 8 bóng đèn LED ống dài 1m2 cùng các ổ cắm và công tắc đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn an toàn và tiết kiệm điện. Điểm đặc biệt của các bóng đèn LED được lắp đặt chính là không gây chói và lóa mắt. Ánh sáng được tỏa đều và dịu nhẹ, giúp cho đôi mắt của các em học sinh nhỏ không phải điều tiết để cân bằng. Từ khi có cái bóng điện mới thì nó rất là sáng, rất là dễ chịu mắt, học rất là cũng dễ dàng. Lúc mà có cái bóng điện này, con nhìn lên bảng và nhìn vào sách cũng rất là dễ dàng, không có gây chói mắt và nhìn rất là dễ chịu. Thực hiện mô hình chiếu sáng học đường, tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường tiểu học Phước Cát 2, Sở Công Thương Lâm Đồng đã đầu tư lắp đặt tất cả 88 bóng điện cùng hệ thống công tắc, ổ cắm, dây điện, cầu dao. Tất cả các bóng đèn được lắp đặt đều là những bóng đèn LED, vừa đảm bảo tiết kiệm điện hơn các bóng đèn hình quang thông thường vẫn dùng, vừa không gây chói mắt, vì vậy giúp các học sinh bảo vệ được thị lực. Sau gần một năm sử dụng, tất cả các bóng đèn được lắp đặt và hoạt động tốt, chưa có bóng đèn nào bị hư hỏng. Bên cạnh đó, chi phí dành cho tiền điện thắp sáng của nhà trường mỗi tháng cũng giảm đáng kể. Từ khi nhà trường được hỗ trợ lắp cái hệ thống đèn LED này thì thứ nhất là cái phòng học nó đủ ánh sáng cho học sinh học. Cái thứ hai nữa là cái kinh phí điện, cái tiền điện của nhà trường hàng tháng là cũng giảm. Và đồng thời thì cái thị lực của học sinh nó cũng đảm bảo từ khi lắp bóng điện đến bây giờ. Nhưng trong trường thì không có học sinh bị cận thị. Mô hình chiếu sáng học đường, tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mô hình được triển khai thực hiện trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020. Từ thực tế mô hình được thực hiện tại trường tiểu học Phước Cát 2 ở huyện Cát Tiên đã cho thấy tính ưu việt thấy rõ khi chương trình đã kịp thời hỗ trợ các trường học còn nhiều khó khăn ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn, vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ thị lực cho các em học sinh. Qua đó giúp các em học sinh thêm yêu trường, yêu lớp và đạt nhiều kết quả cao trong học tập, góp phần giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng nay 29 tháng 11, Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi lần thứ 2 năm 2018. 11 thí sinh là thủ thư của các thư viện trong tỉnh đã trải qua 3 phần thi gồm thực hành tuyên truyền về giới thiệu sách, thể hiện năng khiếu như hát, múa và trả lời kiến thức ứng xử trên sân khấu. Với những kiến thức được tích lũy qua quá trình gắn bó với công tác thư viện và năng khiếu của bản thân mà những thí sinh đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về hiệu quả của văn hóa đọc trong mọi thời đại, cũng như giới thiệu những cuốn sách hay, tiếp thêm tri thức và nghị lực cho người đọc. Hội thi cán bộ thư viện giỏi Lâm Đồng lần thứ 2 được tổ chức nhằm tôn vinh những người làm công tác thư viện giỏi chuyên môn, năng động, sáng tạo, yêu nghề,
đồng thời cũng là dịp để giúp những người làm công tác thư viện trau dồi thêm về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong phục vụ công tác thư viện hiện nay. Hôm qua 28 tháng 11 tại huyện Cát Tiên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao 150 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn. Theo đó, 3 gia đình được nhận hỗ trợ trong đợt này gồm gia đình ông Vũ Đình Thiều, thương binh 4/4, gia đình ông Phan Đình Phượng, thương binh 4/4 ở thị trấn Cát Tiên và gia đình ông Trần Văn Đương, thương binh 2/4 ở xã Tiên Hoàng. Đây là các gia đình chính sách thuộc diện khó khăn về nhà ở tại địa phương, với mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại lễ trao tặng, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết việc trao nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở là việc làm thường xuyên của cán bộ công chức, ngành xây dựng. Qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nhằm giúp đỡ hỗ trợ thêm với các gia đình chính sách, giúp họ có thêm điều kiện để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Được biết, trong năm 2018, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã hỗ trợ tổng cộng 5 căn nhà cho các đối tượng người có công với cách mạng tại hai huyện Đam Sơn và Cát Tiên với giá trị 250 triệu đồng. Sáng nay ngày 29 tháng 11 tại thành phố Bảo Lộc, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Lâm Đồng 2 đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank. Đây là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mở tài khoản mới, đồng thời sử dụng dịch vụ thẻ, dịch vụ mobile banking của Agribank trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2018, với giải thưởng là các sổ tiết kiệm 12 tháng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Trong đợt quay thưởng lần thứ nhất cho khách hàng tham gia chương trình từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 vừa qua, Agribank chi nhánh Nam Lâm Đồng, Lâm Đồng 2 đã có một khách hàng là bà Trần Thị Kim Loan ở thành phố Bảo Lộc may mắn trúng giải nhì trị giá 50 triệu đồng. Tại buổi lễ, đại diện Agribank chi nhánh Lâm Đồng 2 đã trao tận tay sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho vị khách hàng may mắn trên, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên môn yoga, qua đó góp phần phát triển phong trào tập luyện yoga trên địa bàn. Sáng nay 29 tháng 11 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Yoga Lâm Đồng đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn viên, huấn luyện viên yoga năm 2018. Tham gia lớp học, 21 học viên sẽ được tìm hiểu hai nội dung chính gồm lý thuyết và thực hành như sơ lược lịch sử yoga, phong trào yoga trên địa bàn tỉnh và trong nước, yoga con đường đạo đức, những nguyên tắc cơ bản trong luyện tập yoga, đại cương về giải phẫu sinh lý cơ thể con người, những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho người tập yoga, chính sách pháp luật của nhà nước về thể dục thể thao nói chung và môn yoga nói riêng. Lớp học sẽ được diễn ra đến hết ngày 5 tháng 12 2018. Các học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận hướng dẫn viên, huấn luyện viên môn yoga. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều qua 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Nam Đến, sinh năm 1978, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Nam Đến là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Đức Trọng, từ năm 2004 đến tháng 9 2017. Trong thời gian làm việc tại đây, Đến biết có rất nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nên Hoàng Nam Đến đã làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng để hưởng tiền lãi. Đầu năm 2017, số lượng người làm hồ sơ vay đáo hạn giảm dần. Tuy nhiên, Đến vẫn vay tiền cho vay đáo hạn, dẫn đến tiền nợ tăng lớn hơn nhiều lần thu nhập và tài sản của Hoàng Nam Đến. Để có tiền trả cho chủ nợ, Hoàng Nam Đến đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Xuân Hành qua hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Ngày 25 tháng 9, 2017, Đến nói dối với ông Hành cho vay số tiền 1 tỷ đồng để làm thủ tục đáo hạn khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Phòng Giao dịch Đức Trọng và hẹn ngày 28 tháng 9, 2017 sẽ trả lại tiền. Sau khi nhận tiền của ông Hành, Hoàng Nam Đến đã mang số tiền này để trả nợ cho chủ nợ khác. Đến ngày hẹn, bị cáo không trả tiền cho ông Hành nên ông Hành đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Đức Trọng. Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Hoàng Nam Đến đã hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hành viết giấy xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Hoàng Nam Đến 12 năm tù giam.
Phần tin trong nước và quốc tế. Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Gia Lai là sự kiện văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của không gian văn hóa Cồng Chiêng. Hãy cùng chiêm ngưỡng 10 bức ảnh du lịch ấn tượng nhất trong năm 2018 do hãng tin CNN của Mỹ bình chọn. Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy tăng GDP. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, để tận dụng cơ hội, Việt Nam cần rà soát, sửa đổi thể chế quản lý kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trên nền tảng số. Cụ thể, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, so với kịch bản chỉ có cải cách kinh tế, không thực hiện cách mạng 4.0, thì cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP Việt Nam thêm từ 28,5 đến 62,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức tăng GDP từ 7 đến 16% một năm đến năm 2020. Đến thời điểm đó, GDP bình quân đầu người sẽ tăng thêm từ 315 đến 640 đô la Mỹ một người nhờ tăng năng suất và tăng việc làm. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm về công nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có tính chất chiến lược, tạo nền tảng tác động lan tỏa. Tốc độ tăng trưởng hàng hóa xuất khẩu tháng 11 đã chậm lại, trong khi tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 43,6 tỷ đô la, giảm 1,6% so với tháng trước. Đáng chú ý, trong khi tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,1%, thì tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 11 tháng năm nay ước đạt 440,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4%. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong tháng 11 ước tính thâm hụt 400 triệu đô la Mỹ, bằng 1,9% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Như vậy, trong 11 tháng, cả nước thặng dư 6,8 tỷ đô la Mỹ. Trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 vừa qua, các ngân hàng thương mại đã ghi nhận những kết quả kinh doanh rất tốt với tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, kèm theo đó, số liệu về nợ xấu của hệ thống cũng có xu hướng gia tăng. Liệu đây có phải là rủi ro với hệ thống? Mối liên hệ cùng tăng giữa nợ xấu và lợi nhuận có đáng lo ngại không? Mời quý vị và các bạn đến với những ghi nhận và lý giải của các chuyên gia trong phần tổng hợp sau đây. Đây là báo cáo tài chính của một ngân hàng thương mại được niêm yết công khai trên sàn chứng khoán. Có thể thấy lợi nhuận của ngân hàng dù là tính riêng trong quý 3 hay tính tổng lũy kế từ đầu năm đến hết quý 3 thì đều có mức tăng trưởng tới trên 30% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu so với một công ty đại chúng bình thường thì mức tăng trưởng này của lợi nhuận là rất tốt. Theo các chuyên gia, tăng trưởng tốt của nền kinh tế cũng như sự chuyển dịch hướng kinh doanh đã giúp cho các ngân hàng có nhiều nguồn để thu lợi nhuận hơn. Là câu chuyện về rất nhiều các cái ngân hàng mà trong năm trước đã xử lý xong nợ xấu. Do đó trong năm nay họ giảm được cái gánh nặng trích lập dự phòng. Cái thứ hai cũng một nguồn thu khác, đó là khá nhiều ngân hàng họ đã hiện thực hóa cái khoản đầu tư trái phiếu kể từ thời điểm đầu quý 2 thì cũng giúp cho cái thu nhập từ hoạt động đầu tư nó tăng lên. Ngân hàng cũng đang tích cực triển khai cái đề án 1058 của chính phủ theo cái hướng là tái cơ cấu và tăng cường hơn cái nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ. Ví dụ như là bán lẻ, ví dụ liên quan đến thẻ, ví dụ liên quan đến cái dịch vụ tư vấn hoặc là kinh doanh ngoại hối thì cũng đã phát triển tốt và qua đó cũng tăng nguồn thu. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số liệu về nợ nhóm 5, tức là nợ xấu có khả năng mất vốn của ngân hàng này thì có thể thấy mức nợ xấu cũng có mức tăng khá mạnh. Xét rộng ra, trong số 17 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán có tới 13 ngân hàng có nợ xấu tăng, đặc biệt là nợ nhóm 5, lợi nhuận tăng nhưng kèm theo đó là nợ xấu cũng tăng. Là phải phân loại nhóm nợ theo đúng tinh thần của nghị quyết 42 của Quốc hội. Chẳng hạn như là theo nghị quyết 42 thì những cái khoản nợ mà trước đây được cơ cấu lại theo quyết định 780 của ngân hàng nước ấy, thì bây giờ thậm chí là phải chuyển nhóm từ nhóm B, từ nhóm 3, nhóm 4 lên nhóm 5. Vì thế ta thấy là cái nợ nhóm 5 có khả năng mất vốn cũng đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Theo đánh giá tổng quan với toàn bộ hệ thống ngân hàng, các chuyên gia cũng cho rằng việc nợ xấu tăng là hệ quả tất yếu của việc tăng trưởng tín dụng nóng. Tuy nhiên, yếu tố nợ xấu tăng hiện nay cũng phụ thuộc vào chiến lược và cách phân loại nợ chặt chẽ hơn của các ngân hàng. Và mức độ tăng song hành hiện nay của lợi nhuận và nợ xấu trong hệ thống là không đáng ngại.
Đặc biệt là một vài ngân hàng mà họ đẩy mạnh cái tín dụng tiêu dùng chẳng hạn, thì ở những cái hoạt động này rõ ràng là cái rủi ro nó sẽ cao hơn với cho vay doanh nghiệp hoặc là cho vay các cái lĩnh vực ưu tiên. Thì thực ra tôi nghĩ câu chuyện giữa rủi ro và lợi nhuận nó là câu chuyện chiến lược của từng ngân hàng và nó xuất hiện ở tất cả các hoạt động kinh tế. Trong cái giai đoạn vừa qua thì cái tăng trưởng tín dụng thì cũng sẽ kéo theo cái việc là tỷ lệ nợ xấu gia tăng. Nhóm ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận nó tốt hơn nhiều so với cái tỷ lệ gia tăng của nợ xấu. Nó cũng không có gì là đáng lo ngại trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù nợ xấu của đa phần các tổ chức tín dụng tăng, nhưng trong thời gian gần đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm cho 12 ngân hàng và nhận xét các tổ chức này đã có những tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát nợ xấu. Có thể thấy rằng nợ xấu và lợi nhuận có thể cùng tăng và đây không phải là một mối lo quá lớn với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Gia Lai là sự kiện văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của không gian văn hóa cồng chiêng, kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Là địa phương được chọn để tổ chức sự kiện trọng đại này, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày hội. Chính thức được khai mạc vào tối ngày 30 tháng 11, song trước đó đầu tháng 11, Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội hoa giả quỳ, núi lửa chư đăng gia, tuần lễ đồi cỏ hồng. Đây được xem là khúc dạo đầu cho Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018. Điểm nhấn quan trọng nhất của festival là chương trình nghệ thuật với chủ đề Cồng Chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên diễn ra trong lễ khai mạc và bế mạc, với sự tham gia của hơn 1.600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội và 5 tỉnh Tây Nguyên. Chương trình được dàn dựng công phu, khắc họa và tôn vinh những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và mảnh đất con người nơi đây. Sau thời gian luyện tập, các nghệ nhân, diễn viên đang rất hào hứng chờ ngày khai hội. Khi được đi tham gia các lễ hội và em rất là vui khi được gặp mọi người, lứa tuổi bằng em đều đánh cồng chiêng và bảo tồn được văn hóa dân tộc của mình. Bây giờ mình giao cho người trẻ, người thân mới, thợ niên có đánh chiêng, có múa hát, rồi mà vui. Người cha ra chúng tôi thì là phải tập trung bảo tồn lại để mà giữ lại truyền thống từ hồi xưa. Bức tượng đây là có nhiều ý nghĩa, là từ là cái tượng nhà mồ, như cái nét văn hóa người cha ra và văn hát là nó cũng thiếu được ý nghĩa, giống là mẹ ôm con hay là mang gùi, là con chim thú vật. Trong 3 ngày diễn ra festival từ 30 tháng 11 đến 2 tháng 12, nhiều hoạt động nghệ thuật, lễ hội đặc sắc mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sẽ được tổ chức như lễ mừng nhà rông mới của dân tộc Ba Na, lễ xả lúa của người Chu Ru, trình diễn nghệ thuật tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm, v.v. Và các đoàn và nghệ nhân tự thể hiện sẽ mang đến những sắc màu văn hóa khác nhau. Dự kiến có khoảng 40.000 du khách và đại biểu sẽ về tham dự, nên mọi công tác cho Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 được tỉnh Gia Lai chuẩn bị chu đáo, từ việc đảm bảo cơ sở lưu trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an tại festival với số điện thoại là 0694 326 112. Và đã bố trí 885 nhà vệ sinh cộng đồng ở các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê với biểu tượng hình mặt cười và câu khẩu hiệu thoải mái như ở nhà, Comfort at home, để phục vụ du khách. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân của Iran, hôm qua Liên minh châu Âu-EU đã tái khẳng định cam kết duy trì văn kiện này. Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salahi, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini đã khẳng định EU sẽ thực thi đầy đủ và toàn diện thỏa thuận với Iran. Cũng theo quan chức này, hai bên đã thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan tới thỏa thuận. Ngoài ra, bà Mogherini cũng nhấn mạnh rằng cả EU và Iran cần tiếp tục duy trì hợp tác trong các vấn đề liên quan tới hạt nhân dân sự, đồng thời khẳng định EU sẽ nỗ lực duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran, bất chấp việc Mỹ quyết định rút khỏi văn kiện này. Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra ngày hôm qua trong chuyến thăm tới Tây Ban Nha. Phát biểu tại Thượng viện Tây Ban Nha, ông Tập Cận Bình cho biết sẽ nỗ lực mở cửa hơn nữa với thế giới bên ngoài
đẩy nhanh sự tiếp cận thị trường, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ. Ông cũng cho biết Trung Quốc có kế hoạch nhập khẩu hàng hóa trị giá 10.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng nước chủ nhà Pedro Sanchez đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các thỏa thuận về hợp tác kinh tế. Chuyến thăm Tây Ban Nha của Chủ tịch Tập Cận Bình được thực hiện giữa lúc quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng. Theo giới chuyên gia, Bắc Kinh đang chuyển hướng sang thắt chặt quan hệ với các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Việc Mỹ đóng cửa khẩu San Isidro với Mexico cuối tuần qua đã khiến các doanh nghiệp ở cả nước thiệt hại tới hơn 5 triệu đô la do giao thông gián đoạn và bạo lực căng thẳng tại đây. Theo Hiệp hội Khách sạn thành phố Tijuana của Mexico, chỉ tính riêng trong ngày 25 tháng 11, các khách sạn trong khu vực này đã thiệt hại hơn 5 triệu đô la Mỹ. Hoạt động kinh doanh ở nhiều khu vực lân cận cũng chịu ảnh hưởng. Giao thông hai chiều giữa thành phố San Diego của Mỹ và Tijuana của Mexico cũng đã bị đình trệ nhiều giờ và làm gián đoạn hoạt động giao thương tại cửa khẩu tấp nập nhất Tây Bán Cầu. Gần 9.000 đơn đặt phòng tại các khách sạn ở cả hai phía của cửa khẩu đã bị khách hủy. Hôm 25 tháng 11, Mỹ đã quyết định đóng cửa khẩu Isidro trong vài giờ sau khi lực lượng an ninh nước này đã phải sử dụng đạn hơi cay để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vượt hàng rào an ninh để vào Mỹ. Liên quan đến việc lộ lọt dữ liệu cá nhân của mạng xã hội Facebook, nghị sĩ tới từ 9 quốc gia đã chất vấn lãnh đạo mạng xã hội phổ biến nhất thế giới về thất bại trong việc bảo mật dữ liệu của người dùng. Tham gia cuộc điều trần tại Anh, có nghị sĩ đến từ 9 nước gồm Canada, Ireland, Brazil, Argentina, Singapore, Bỉ, Pháp, Latvia và Anh. Về phía Facebook, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã không có mặt, thay vào đó là Phó Chủ tịch Richard Allen trả lời chất vấn. Tại cuộc điều trần, các nghị sĩ cho rằng Facebook đã đánh mất lòng tin của người dùng. Về phần mình, ông Allen thừa nhận Facebook đã mắc sai lầm trong xử lý bê bối, tuy nhiên từ chối đưa ra ví dụ về phương thức Facebook áp dụng để ngăn chặn một cá nhân hoặc phần mềm tiếp cận và sử dụng trái phép dữ liệu người dùng. Hiện Facebook đang trải qua khủng hoảng suy giảm danh tiếng khi bị dư luận thế giới chỉ trích thiếu biện pháp bảo mật thông tin người dùng sau các vụ bê bối thời gian qua. Hầu hết chúng ta khi đi du lịch đều muốn dùng máy ảnh hoặc điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của địa danh mà mình đến thăm. Mới đây, hãng CNN của Mỹ đã chọn ra những bức ảnh du lịch ấn tượng nhất trong năm 2018. Những cánh buồm lướt qua ngọn hải đăng Victory trong cuộc đua thuyền tổ chức lần thứ 50. Hình ảnh phản chiếu của đền thờ Thánh Peter, công trình nổi tiếng của kiến trúc Phục Hưng được xây dựng từ năm 1506. Người nông dân Trung Quốc cào trải đều những hạt lúa vừa thu hoạch trên sân phơi. Màn trình diễn ánh sáng kéo dài 2 ngày trên tháp Eiffel nhằm kỷ niệm 160 năm quan hệ giữa Pháp và Nhật Bản. Một đội biểu diễn ở vùng Catalan đem đến những màn trình diễn mà CNN đánh giá là kinh ngạc tại một lễ hội âm nhạc. Hình ảnh bên ngoài đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô của Mỹ hồi tháng 3. Tàn tích của một nhà thờ kiểu La Mã xây dựng từ thế kỷ 11 trong lòng hồ chứa nước ở vùng Catalan. Thành phố cổ An Ula nổi tiếng với những tàn tích có giá trị khảo cổ, một số công trình có tuổi đời tới hơn 2.000 năm. Bức ảnh với góc chụp từ trên cao ghi lại hình ảnh du khách khám phá mê cung tuyết lớn nhất thế giới ở Zakopan của Ba Lan. Những tấm thảm đặt tại thành phố Dehradun trước ngày quốc tế yoga 21 tháng 6. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, nhiều phụ nữ thành phố hàng hoa bằng đôi bàn tay tài hoa và sự sáng tạo, phấn đấu không ngừng nghỉ của mình đã tẩy hồn vào những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Bằng tình yêu cuộc sống với thành phố ngàn hoa, những người phụ nữ đã đang
và không ngừng sáng tạo, làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm nét đặc trưng của người Đà Lạt. Với đôi bàn tay khéo léo và cái nhìn tinh tế, tỉ mỉ, sự kiên nhẫn cùng tinh thần sáng tạo, bà Võ Thị Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt đã mang hơi thở, văn hóa của thành phố ngàn hoa, gửi gắm những tà áo dài được móc từ len. Tại căn nhà nhỏ ở phường 10, thành phố Đà Lạt, bà Võ Thị Sơn lại bắt đầu ngày làm việc mới bằng công việc làm móc áo dài từ len. Đối với bà, những sản phẩm từ len luôn có sức hút đặc biệt. Chính vì vậy, với sự kiên nhẫn và bàn tay tỉ mỉ và tình yêu đối với áo dài của mình, bà Sơn đã đưa từng họa tiết có tính thẩm mỹ cao, vô cùng chi tiết lên những tà áo dài của Việt Nam. Bản thân của tôi là thích cái tà áo dài của phụ nữ Việt Nam ngay từ tấm bé, cho nên là mê lắm. Tới lúc mà làm qua cái ngành đan len móc này thì có một lần thì tôi lên trên mạng mình coi những cái thời trang của thế giới á, thì mình thấy trên thế giới họ móc những cái sản phẩm rất là đẹp, ngay cả những cái đầm dạ hội hay là những cái đầm cưới hay là những cái sơ rê. Thì từ đó tôi có cái ý tưởng nếu mà có một cái sản phẩm bằng áo dài móc thì tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ dịu dàng hơn. Cũng như những người phụ nữ Đà Lạt khác, từ khi còn trẻ, bà Sơn đã gắn bó với những cuộn len, những cặp kim đan, kim móc, rồi nối tiếp cái duyên với len bằng công việc dệt len. Với những chiếc áo dài móc từ len này, cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện do phải chọn loại len phù hợp để móc. Đặc biệt, người móc áo dài cần phải có đôi bàn tay cực kỳ khéo léo và cẩn thận để mỗi mũi len, những hàng len đều nhau. Mày mò đúc rút kinh nghiệm từ thực tế, những chiếc áo dài móc tay bằng len của bà Sơn ngày càng hoàn thiện hơn và tiếng thơm càng lan tỏa hơn với giá bán trên 2 triệu đồng tùy áo. Muốn hoàn chỉnh lên một cái thành phẩm của một cái chiếc áo dài thì rất là khó. Cái công đoạn đầu tiên đó là mình phải chọn sợi. Cái công đoạn mà chọn sợi khó lắm, bởi vì sợi thì nó muôn hình vạn trạng. Có sợi nó sẽ bị đổ, có sợi nó bị đơ, rồi có sợi nó đổ chiều ngang, rồi có sợi đổ chiều dài, cho nên nó khó. Đó là tính toán từ cái móc rồi mới ra thành, mình đo từng ra để mình tính ra cái thành phần sân ti, rồi từ cái sân ti từng cái phân đó mình mới tính ra được cái phần mà móc được bao nhiêu phân thì mình mới bớt eo, bớt thêm ngực, rồi bớt cổ, bớt tay, ví dụ nó là như vậy. Cho nên nó khó, chứ nó không có như áo dài vải. Được mặc lên mình cái chiếc áo dài và chính tay của những người phụ nữ Đà Lạt làm nên thì thứ nhất là mình rất là tự hào khi mà mình mặc lên chính cái sản phẩm của người phụ nữ mình làm nên, và cảm thấy rất là tự tin bởi vì nó rất là đẹp, xứng đáng với cái công sức của mỗi người thợ đã làm nên cái chiếc áo dài này. Một trong những cái đôi bàn tay vàng đấy thì cũng không thể kể thiếu, đó là chị Võ Thị Sơn. Chị Võ Thị Sơn hiện nay thì chị cũng đã có trên 30 năm trong cái nghề đan móc len, và hiện nay chị là một trong những cái chủ cơ sở móc áo dài len của thành phố Đà Lạt. Những cái sản phẩm của chị thì được nhờ cái óc sáng tạo cũng như là cái sự tinh tế và cái niềm đam mê yêu nghề, nên là cái sản phẩm của chị hiện nay cũng đã được chị em phụ nữ trong nước cũng như là ngoài nước biết đến. Không chỉ có bà Võ Thị Sơn mà rất nhiều người phụ nữ thành phố ngàn hoa, bằng đôi bàn tay tài hoa và sự sáng tạo, phấn đấu không ngừng nghỉ của mình, đã thổi hồn vào những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Từ những đôi bàn tay đó, họ vung vén cho hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như góp phần tô điểm thêm cho thành phố Đà Lạt ngày càng tươi đẹp, đầm thắm, dịu dàng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.